Một người dân sẵn sàng bỏ số tiền không nhỏ để cứu một chú khỉ khỏi bàn nhậu. Chuyện lạ có thật này không phải diễn ra ở các nước yêu quý động vật mà nó là câu chuyện đang diễn ra vừa diễn ra tại Đà Nẵng và đang gây xôn xao dư luận. Chiều qua thì hạt kiểm lâm Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng cho biết là vừa tiếp nhận một cá thể khỉ đuôi lợn từ ông Quốc Dũng trú ở đường Ít Kiêu quận Sơn Trà để thả về rừng. trước đó thì ông Dũng tình cờ gặp một người đang định giết thịt một con khỉ nặng gần 10 kg cao khoảng 1 mét phục vụ cho việc ăn nhậu và ông đã quyết định chi 5 triệu đồng để cứu chú khỉ đáng thương. Và điều đáng nói là trước đó người đàn ông này cũng đã từng cứu cá thể đại bàng và cá thể chăn rồi thả về rừng.